tiền của mình làm ra gì chứ, hiểu không? Dạ gì chứ nha. Cái tiền của mình làm ra thì mình xài, còn cái tiền của người ta làm ra mình đừng xài là không tối ngủ không có nhắm mắt đâu. Rồi nha. Rồi móc 5 triệu ra đưa liền đi chị. Nay gặp lại tí hồn rồi chứ gì chất rồi hả? Đi kiếm lúa. Này ngồi kế bà chất rồi quay cho đẹp nè. Wow, hôm nay lớn ghê ha. Ờ. Sắp sửa là làm con gái rồi. Để cập nhật tình hình tí hôn cho mọi người biết nha. Hình như tí hôn mới đẻ thêm đứa nữa, con chưa có quay hai chất hả? Đứa nữa hả? Đứa nữa. Nó nói cái mặt giống mày, cái đầu giống mày lên á. Hả? Khi 10 đứa là băng lên á. 9 đứa rồi. 10 đứa là băng lên á. À, con trai đẹp lắm. Ba cái mấy đẹp lắm, con trai lên luôn á. Trắng bóc. Đưa bà chất nuôi đi. Sáu mới đẻ con đẹp quá hả? Hả? Cho bà chất bà đẹp đẻ con xấu vậy trời. Trời mặt. Rồi, hello em. Rồi này bán được không em? Còn bán với số bình thường hả? Rồi thiếu tiền bệnh viện đẻ nữa hả? Ngoại, ngoại ơi, thiếu tiền trong bệnh viện kìa. Má cho 200 có mày đi bắn cô lời quá rồi. Bắn cô ai lấy tiền mà lời. Ba mày giàu rồi biết đâu bấy ba mày đi. Giàu gì? Giàu giàu tình giàu nghĩa hay là giàu tiền giàu bạc? Ba bán khô với lạc trưởng á. Dùng mua cô lạc trưởng dùng. Ủa cái gì kẹo quá trời vậy trời. Bán bánh. Wow, bán. Giờ chuyển qua bán bánh nữa. Hết bán với số rồi mọi người ơi. Sao nghề nghiệp thay đổi liên tục vậy? Kìa bây giờ á, báo cho em một cái tin buồn. Bà chất cũng chuyển qua bán vé số lại luôn rồi. Ngày tới bắt đầu từ ngày hôm nay. Ờ, bây giờ chồng không nuôi, chồng bỏ thì phải tìm cách xây nhai. Bán cái kẹo gì là bao nhiêu tiền? Bán cái kẹo gì bao nhiêu tiền? Một cây là nhiêu? Cây 10.000 mua ủng hộ cho cháu ngoại đi chất. Không, 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 không. Trời ơi, 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 tính ra chứ có mấy đứa cháu ngoại, có một đứa rồi phải không? Hai hả? Bây giờ nhận thêm 9 nữa thành 11, số đó con chó đẹp á. Nhà cũng nguyện nuôi chó. Ồ, chồng bà thích con chó lắm á. Chẳng hạn nó ôm chó ngủ nó không ôm bà. Ủa bỏ luôn rồi hả? Ồ hai vợ chồng chia tay bây giờ bán với số lại rồi má ơi. Cái bán nổi không? Hồi nãy vô quán nhậu mời á, không ai mua luôn má, hết hót rồi. Hết thời rồi. Hết thời. Con bán đi. Con bán con rồi. Nhà mẹ hết thời rồi. Hả? Hả? Để gọi tới bỏ giờ luôn mày. Nó thời má ơi. Bác nó nhậu với bố chồng mẹ vậy. Vậy chồng con. Chồng mày nghỉ á. Chồng cứ đâu chồng ta. Nó nói tao bức nó thương mày. Ô mẹ mẹ. Mà nó nhậu tỷ trong tối về ngủ với mày. Thôi tao mới ngồi đây tao con bức nó chữ mày tao nè. Hết rồi tao muốn lỡ. Ủa em định đi thêm bước nữa hả? Anh bức là anh nào? Anh kia hả? Đến đứa con. Thôi trời ơi nó đẹp bằng chồng con đâu. Thôi đâu đẹp bằng chồng con nè. Thôi nó chùm mẹ. Chồng lúc nào cũng nhất phải không? Hay dữ vậy trời. Sống chết một chồng thôi chứ. Không, còn bà chất của bà khác nha. Hiểu không? Chồng này không được là lấy chồng khác. Ok. Máy bay này không được là lấy máy bay khác. Ủa, bỏ luôn hả? Bỏ không? Bỏ luôn. Bỏ luôn. Ủa con sao vậy? Con đó bán sao bán nào? Nay không khô mẹ. Dạ. Nó ăn tuần cô bảy. Mãi Tết ra cho gạo mà. Mới Tết ra cho gạo. Gì Tết nay sao? Gạo hết gạo ăn luôn. Trời ơi. Để chị chưa giữ vậy trời. Lúc mà sung sướng á, không kêu chất vô sung sướng phụ do. Chín đứa rồi, trời ơi chết rồi. Em mà không kế hoạch á. À, em muốn kế hoạch. Em muốn đẻ đẻ không được. Để bà đẻ giùm.
nhậu quá liệt phù rồi. Trời ơi. Còn chồng bà sao? Nó biết lưỡng soi mà nó. Trời. Có tinh đào rồi. Giờ kiếm chồng mới cho chất nha. Thôi hỏi má. Ê, con nhớ rồi. Chất nhớ là ngày xưa bán ở bên Thu Phương các anh chị không? Có cái ông giấy số mà ông súng răng hết á. Trời ơi, ông đâu cũng ngon á. Nói lại cái mối tình ông đó, còn thấy ông đó thường chất thiệt luôn á. Có lòng má rồi. Ủa hôm nay giữ xe nữa hả tiễn tử? Giữ xe nữa hay gì? Tao giữ xe á. Ủa nghe giàu lắm rồi mà. Mạnh Thường Quân gửi cái gì 500 đô, 1000 đô, 2000 đô gì đùm lum mới còn giữ nữa. Ông phụ quá. Chia cho chút đi. Nghe lời. Cho mình nghĩ rồi. Ông làm mang chất nhớ lại không chất có quay cái gì chất cho nó đã vô mà nó không xin bây giờ nó xin tiền gì cho chất hết nó đi xin tiền cho xin tiền cho người khác trời ơi ông thích gì đâu đây nè cho nó qua chơi với màu châu với bà gì vậy cho nó quay nữa không trời ơi quay chất đã luôn không xin tiền đâu vậy chất xin tiền cho người khác chất thấy sao bữa nay cũng đừng nói con mày phản mày trời ơi con phản đi chưa duyên nghe nói hưởng của anh nói hưởng bây giờ người ta thích người nào tôi cho mày con mẹ ơi. Ủa, em qua bên đó nè, ông em nói nè. Bây giờ chị giống không có gì chứ có giống chưa? Đó. Có chưa? Giống hay vậy? Diễn nhỏ. Rồi, có người Mạnh Thường Quân cho đó tiền luôn rồi. Kìa bả kìa, đó. Con ve mới thầu đóng mai được 10 tỷ. Trời ơi, rồi ai cho? Lấy con ve đưa. Trời ơi, má ơi. Quay rồi quay luôn rồi, rồi rồi rồi. Ủa gửi xe mà chứ có tiền đâu cho gì chất để kéo quá nó nằm ngoài tiền cho vướng đi mà gì chất nếu gì chất thì báo số không có phượng ve không giúp gì cái gì huy phượng ve nó giúp gì nó đỡ tội cho một chút còn phượng ve không giúp gì con có bà chưa có giúp má giờ giúp trước đi mấy trăm ngàn mấy cái số đi gì chất nói một tí gì chất ra hương cho gì chất mượn mấy tiền nhưng mà con không có thôi thôi cho mượn cho mượn mấy triệu không bà ơi, nụ nợ bà ngồi bà rung đùi hai tay bà nắm sụt sôi không mà cũng được chứ mượn không có nợ lãi là có nghĩa là ta giúp đỡ rồi làm ăn cái đồng tiền của mình làm ra chứ đừng có hở ai chết cái bào vô thầu nó ma là không có được cái tiền của mình làm ra gì chứ hiểu không nhận gì chứ nha cái tiền của mình làm ra thì mình xài còn cái tiền của người ta làm ra mình đừng xài là không mới ngủ không có nhắm mắt đâu nha. Rồi móc 5 triệu ra đưa liền đi chị. Đâu hỏi gì chết nè, bây giờ mai mốt bà mua bà giàu gì đó. Mà con có gì chất vô hưởng của bà mua được không? Hay đi được. Con có không hưởng, nhưng mà con có gì chất đâu được vô hưởng đó đúng không? Rồi móc 5 triệu ra đưa luôn đi trời. Chất mà ừ là con về con lấy liền. Ừ cái đi chất, con cũng đang thiếu. Thì bây giờ bà cứ lấy đi rồi 5 triệu rồi tôi nhận cho. Trời ơi có người giúp đỡ không chịu nữa. Bán giống ông á. Bán giống ông á. Chị nói thiệt hay nói chơi chị? Rồi, rồi giật đầu cái đi lấy 5 triệu đó con mượn cho người tới Tết trả. Giúp vốn. Không lấy tiền lời. Trời chị tốt ghê trời. Tôi đâu có dâm một tiền lời. Đó. Rồi được á. Con nghĩ đâu chị anh chị Quang. Thì Quốc à mà gì chết mai ngày mai con mua gì chết 200 ngàn 500 ngàn bây giờ chết ha tưởng tượng chở chứ qua nhà Hồng Long mua gì 500 ngàn cái gì rồi đi 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 hương tôi với ông cá tôi về tôi lấy 10 triệu liền ôi cá gì chị em cá trời ơi bà nè khoái cá độ hay gì thế này hở hỏi cái ngồi cá hoài cá bà hào bà là bạn cái gì kìa cái nào đúng thôi tôi chưa hề gặp Hồng Loan chưa hề gặp Hồng Loan ngoài đời hồi xưa giờ tôi không có mê ông Linh nữa không có mê cái lương cái nào ra cái đó rồi móc tiền ra đi bây giờ gì chất nói cái lồng quèn ngồi thế con mua qua với bầu dạ tại vì chứ có dơ đó cái con ngồi con cái này
À mọi người ơi, đây bây giờ nè, nói gì nói, có tiền có thật mới giật được đạo, ok? Chỉ nói mà chị không móc tiền ra gì hết, nguyên một cọc tiền chỉ hơn 5 triệu, bây giờ chị chất mượn cũng không đưa. 5 triệu đi, chất được đầu đi. Rồi chứ chị là làm gì mà chị cho mượn tiền, bà không thèm mượn luôn kìa. Bà Hương đâu có cho mượn tiền góp đâu, cái gì chất thôi, chất nó không có vốn. Bà Hương cho gì chất mượn. Thì bà không có vốn thiệt. 10 ngày nữa gì chất trả cho Hương đó, Hương trả nhà trọ. Là 10 ngày nữa gì chất đưa Hương trả nhà trọ. Bà anh đi chơi đi làm đầy với chiều. Thôi đừng có chiều trả vốn cho ta. Kêu bà mượn. Bán ấy mà rượu má đi làm gì. Dân đưa 5 triệu đưa 10 triệu đi. Ờ chị có tiền thì chị tài trợ cho bà bán cho số đi. Mày đi về đủ má mày, cái chim ở đây làm mày đứng luôn. Bây giờ 5 triệu không lấy phải không? Chị cho em mượn 5 triệu đi, em cũng làm vốn mua khô đồ bán nè. Qua là số bào á. Trời ơi. Trời ơi. Em mượn chị chứ mà tự nhiên chị bán cái gì khác rồi, chị kỳ quá. Giúp bà chứ là lố sớm. Ờ. Ờ. Lỡ tôi trúng gió bà giúp tài gió cho tôi. Lỡ chị. Tôi chứ gió, ông ở đâu biết đường ở đâu, tôi trả giá cho tôi. Trời ơi, thằng to đó, cái mông trời gió. Cái đó để cho con ve nó hưởng, nó cũng thèm hưởng. Ủa, nó quen con ve là con nào nữa? Sao nó quen nhiều quá, sáu bào gì ve nữa. Cái nào buồn chét. Thôi cho con mày gì cho đây, biết ơn quá. Bây giờ chưa có tiền lấy gì cho. Quay lên rồi thí dụ như ai yêu mến người ta cho, có nghĩa là Tết không có cơm gạo hả, xin chị này trước đi, chị móc ra nguyên cọc kìa chị. Tối lửa tắt đèn hả? Rồi không có bà Dung thôi, đi về buồn ngủ quá. Giúp bà không thèm nhận luôn rồi kìa, chị giúp mà bà không thèm nhận luôn, bà biết là bà kẹt tiền á mà bà không thèm nhận luôn. Đi về, mày thấy chim là mày đứng ngoài. Giúp mày chứ con giúp bự kìa, giúp chặt quá. Cho đi bộ về luôn. Dung, giúp mày giúp chặt quá thì Dung sưng gì hả? Đó gì vậy? Chồng bỏ. Mũi trắng quá. Mũi trắng đâu? Bây giờ có về. Cái ghế này nè. Bỏ chân ma rồi. Bỏ cho khỏi mệt, bỏ này đi. Sau này mà dì chất có 100 tuổi già, chị đó cũng tài trợ cho dì chất vàng kèn nha. Về chưa đây, ta lột áo ra hết à. Bỏ ra luôn đi. Thôi tôi về, về. Mày gặp về. Tự nhiên mà đứng ngoài à. Vậy thôi tôi về, rồi. Rồi em có muốn nói gì nữa không? Giúp cho em con khô. Cho em con khô nữa. Trời ơi. À, clip này. Chị quảng cáo cái dứa cho gì chất thì em quay cho chị. Ờ. Ôi bà chủ đây hả trời. Bà chủ ngồi dưới đất gì hả? Tôi đi lau nhà mới về đây. Trời ơi bà chủ đi lau nhà nữa mới ghê chứ. SCB lừa đảo. Trời ơi. SCB. Chị mà cũng làm bà chủ được hả trời. Quảng cáo đi. Cái dứa 150. Ừ quảng cáo cho bà đi. Cái dứa gì 150. Ừ cái dứa 150. Cô lừa đồ container là cái 220, cái 300. Chứ nói vậy thôi. Ờ, về đây, về cái lột áo già.